Hoàng tử George tròn 10 tuổi. Hoàng tử George, người đứng thứ hai trong danh sách kế vị ngai vàng Hoàng gia Anh, kỷ niệm sinh nhật 10 tuổi hôm nay. Nhân sinh nhật của Hoàng tử George, con trai đầu lòng nhà William, Kate, Điện Kensington tung bức chân dung mới theo truyền thống hàng năm để chúc mừng cậu bé. Trong ảnh, George ngồi trên bậc thang, nở nụ cười rạng rỡ. Hoàng tử 10 tuổi mặc áo sơ mi kẻ, quần dài màu xanh và đi giày da lộn màu nâu đậm. Theo cung điện, bức ảnh được nhiếp ảnh gia Millie Pickington chụp ở Windsor tháng này. Gần đây, Pickington đã chụp hàng loạt chân dung cho gia đình xứ Wales, trong đó có ảnh mừng sinh nhật của công chúa Charlotte, hoàng tử Louis. Nhiếp ảnh gia cũng chụp hoàng tử William bên ba con trong loạt ảnh được phát hành hồi tháng 6 nhân ngày của cha. Mỗi năm vào sinh nhật của George, William, Kate đều công bố ảnh chân dung của cậu bé. Những bức ảnh này thường do nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp thực hiện, nhưng đôi khi còn do Kate tự đứng sau ống kính. Năm nay, George có thể sẽ tổ chức sinh nhật riêng tư cùng gia đình. Theo People, thân vương và vương phi xứ Wales đang đưa ba con đi nghỉ hè giống như các năm qua. Bất chấp việc George sẽ trở thành vua trong tương lai, William, Kate đều cố mang đến cho cả ba con một tuổi thơ bình thường nhất. Xuất thân không phải trong hoàng tộc của Kate ảnh hưởng rất lớn đến cách gặp vợ chồng nuôi dạy George, Charlotte và Louis. Các bé hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, phần lớn là do sự ổn định mà Kate mang lại, theo cách cô ấy được lớn lên. William rất thích như vậy, nguồn tin nội bộ từ cung điện tiết lộ. Bên cạnh đó, nguồn tin thân cận với nhà Wales cho biết cặp vợ chồng được cố nữ hoàng Elizabeth II và sau đó là vua Charles III cho phép tập trung vào gia đình hơn các nghĩa vụ hoàng gia trong thời gian nuôi dạy con nhỏ. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn so với tuổi thơ trong hoàng tộc của chính họ. Tùng Anh, theo People.